chỗ nào xấu quá bỏ cây này. Dạ qua con lông tăng này chơi nè. Cồi lông ngư. Cái này là nhà ma, bên phải này là cái gà đen của cấp kia. Nhà ma kia. Dracula. Cái này là cái này ăn cường lấy lộn đầu cái đầu em xuống được cái chân lên cao rồi búng ra ngoài nó khỏi lộn cái hết ù tai luôn hết ù tai giữ nó cái quên hỏi mấy cái máy ở tướng này là chưa trẻ em sao em có tài trong lại đó là một năm trời chơi lớn con chú chạy mấy con đàn bằng vậy con đây nghe anh chú kêu con đây nghe em chị ba nó khỏi luôn như vậy mình tới cái đầu rồi về khám lần đầu giờ lần con nhỏ đi chơi đang đi chơi siêu tiên chạy tại vì bao nhiêu là âm nhỏ xíu nó cũng thu vô trong lỗ tai mình nghe luôn. Cái vòng tay ở bên trái nè, chị quan trọng rồi đó, em đi xuống được từ từ đến đầu. Cái này thì mới đi tầng xuống, lên cái dĩnh tự mình luôn. Cái này cái gì để trái qua, cái sao mà sợ được? Thật có hoàn toàn không có đó, cái cơ mơ của mình nó nhé. Trời ơi, cái nào có nhé? Cơ mơ với tượng cáo ở phía sau nó xuống hết vậy. Phải chọn một trong hai luôn. Tại phía trước này có nhé, nó đẹp mắt xa chân bằng nhá. Con cá này vậy ta. Nó thiệt rồi, nó vô nông trại xong rồi qua tới đây. Dạ, rồi trong cơ phong của chị là có cái cá sấu với lại bùn cuốn. Dạ, ở phía trước này luôn, cái cụm này thì mình có phải bốn lòng trời. Con cá này thì nó cũng đi từ đây. Mọi người đi cá sấu chỉ vô cổng này, mình vô cái cổng này tham quan cá sấu xong rồi ở trong đó bùn cuốn mình tham quan cả hai cái luôn. Ơi, ngủ không kìa, ngủ không kìa. Bây giờ mình là không quen thôi, còn chị muốn câu cá sấu là bên trong mua mồi đi. Câu cá sấu có cặp mồi. Mày kêu ngủ không chứ nó quay lại nó thay hai leo kìa. Sao? Lát nữa mới mua, bây giờ cô đang đi tham quan mà. Từ từ đi chứ nó rồi. Lát nữa mẹ mua. Dạ bây giờ em quay qua cái khu farm với tiên farm nông trại là trạm cuối và bên đó rồi mình bắt đầu đi chơi tiệc ra. Hồng Quang cái đó của tôi. Cầu này với chiếc cầu này tên là gì không? Cầu Long Ngư. Lát nữa cuối chương trình, cuối ngày là mẹ sẽ tổng kết những câu hỏi liên quan tới số tiên mình trả lời. Ở trong combo của mình đó là có cái thị cung, cái vé cuối cùng trong combo của nó còn cộng chính mình có thể để lại sau. Trên nó còn cái bếp xe. Có hai cái giống nhau. Em vừa mở đầu pha cho cả nhà, bên trái là đi vô pha. Còn đường này là đường chính, đường này mà chị đi thẳng lên á. Nhà mình đi thẳng lên là sẽ là khu biển tắm. Dạ rồi, em chào tạm biệt cả nhà. Mình nhớ kiểm tra đồ trước khi xuống xe nha. Em có cái bản đồ không? Dạ, bản đồ mình ở trên xe. Có mà mình biết online giúp em cái này. Đúng rồi. Du khách một tiết tích và số phận bị kẻ đau lòng. Quý vị sẽ được thưởng thức những hưởng ứng về ánh sáng âm thanh đặc biệt với cái thời gian mới và những cái gì hết nữa. Chị hai không dám ơi. Ủa này không cần thiết quay bỏ.